bị té xong hết trơn á. Anh Như mà té giết ghèn luôn ấy. Bội quá à. Tối ngày dỗ vốn hoài luôn á. Mấy cô chú anh chị cùng Mẫn đi thăm vấn nha. Sáng tới giờ mưa quá trời luôn. Mưa mà không có dấu hiệu ngưng luôn. Ê đi nó chạy. Chạy lên. Bước lên. Từ từ. Rồi đúng
xin lỗi cho bà luôn, khỏi dính luôn. Quá trời bự rồi. Không ai buộc hết. Xong rồi. Hay da. Chỗ này có con lươn là đi hết luôn mày. Vẫn có đem theo cái vỏ để bắt lươn kìa. Rồi cái này chắc chắn là chuột cắn rồi, chứ không có. Im ru luôn à. Cá chốt nè. Buộc lại đại đi. Hồi xíu vẫn ra mai sao đi nha. Cái vốn này là lúc nào cũng có cá để cho mình ăn hết á, cho nên là mình phải cẩn thận mới được. Với lại cái lỗ này nó cũng bự nữa. Nhưng mà không sao nè. Cái hướng nó hướng lên là bây giờ cũng hơi đỡ đỡ. Giờ này bị mũi chích bự lắm. Ủa, cái lông tím quá.
cây này bữa hổm vẫn nằm gãy nha. Mà được con cá lóc nha cả nhà. Cá lóc mới nhảy nè. Nãy nãy mà vẫn không ý là nó nè. Rồi cá chốt. Rồi mới thấy lần đầu luôn. Lâu lắm luôn rồi vẫn dở mấy lần mới thấy cái này nó chạy. Chiều ngày hôm qua vẫn đi thăm lờ cá thì vẫn thấy là nó không có nổi. Ngày hôm qua nước lớn lắm. Cái lại thêm một phần nữa là mẫn buộc mẫn ghì chặt lắm, cho nên là coi như vẫn bỏ cái chai vô nó cũng nổi không nổi nữa. Cái này vẫn bị lươn sôi nha. Đúng lỗ nè. Từ từ đợi xíu nằm nó đi. Tự nhiên gắt mấy đầu gối.
Không muốn nói là dở, muốn bị người ta dở nữa rồi. Trời ơi, sao xuống số tôi khổ dữ vậy trời. Sao mà dở dớn của tôi hoài vậy trời. Bội quá à. Tối ngày dở dớn hoài luôn á. Không có cá luôn á. Giờ làm sao giờ trời. Bỏ nhỏ cái vớn này lên luôn. Giờ không nhổ. Không nhổ lên mà treo đầu vớn. Công kỹ người ta gán mai gán giá nè. Rồi cuối cùng cho người ta khác ăn không à. Mình làm cực khổ. Bắt con cua này ra cái để treo lên khô gan tội nghiệp lắm. Tối ngày ai cũng có, ai cũng biết làm cực khổ. Còn đi ăn chặn của người ta không. Thôi tức luôn á trời. Mình gán mai. Bây giờ như xui đi. Ủa, bỏ xuống thì mình không có ăn. Bơi hết nổi luôn rồi. Được bệnh nhiều quá. Bắn nhỏ cái cây cầm luôn rồi nha cả nhà. Sáng nay không có sức lôi nguyên cái vớn lên bờ. Để bữa nào vẫn lôi vô lên bờ luôn. Lên bờ đặt ở đâu ta? Giờ vẫn lấy cái cây này, vẫn thế cái cây này lại. Đây. Ê, cửa.
cái này nhọn quá. Hết sức rồi, vậy được rồi. Tháo ra. Ai mà nhanh dữ vậy trời, không hiểu nổi luôn á. Mấy cái này á thì không nhánh dở, hai cái đầu này thì không nhánh dở. Và cái đầu đó với cái đầu này đâu có cách xa nhiêu đâu, không có cách xa nhau. Cá ở trên trển đó kìa nhà, lúc trước vẫn đặt á, ngày nào cũng cá nhiều hết trơn á, cá nhiều hơn hai cái này nhiều lắm. Có cái trúng giữa này nè là cá xịt hà. Cái đầu này, một cái đầu với cái cuối, trời ơi lại cá dữ thần luôn á. Và cá trên kia là cá nhiều đó. Nhưng mà hồi mấy bữa nay Mẫn ra dở, từ lúc mà Mẫn ra sau hè Mẫn dở tới giờ á, là cái đó là lúc nào cũng trong tình trạng là không có cá, là chỉ có duy nhất cái đó thôi. Còn cái trên đó là mè thua luôn rồi đó. Tổng cộng là Mẫn 11 cái vớn nha cả nhà. 11 cái, nhưng mà mấy cái Mẫn đem ở dưới nội á, Mẫn đặt xong rồi bắt đầu cái không có cá, cái Mẫn dở lên cái bị hai con Kiki của mẹ không nội nó cắn, trời ơi lủng lỗ thấy mê luôn. Để hôm nào Mẫn lấy là Mẫn mai lại mới được. Mà nói nào ngay đi, vớn Mẫn mua thì size nhỏ nha cả nhà, một cái chỉ có 90.000 thôi à. Tại vì kinh Mẫn nhỏ lắm cho nên Mẫn mua size nhỏ nha, chỉ 90.000 Mẫn đặt. Vừa mà, vừa thích luôn chứ bộ. Nói chung là sáng nay Mẫn bội thu cá nha cả nhà. Ôi quá trời luôn á chứ. Cá nhiều lắm, cua. Cua uổng con này quá à, tiếc con này ghê luôn. Cua nhiều lắm nè. Ôi vô. Đậy lại. Ở đây nữa. Ba con cá lóc. À, một con thì vừa. Còn hai con thì nhỏ. Còn cá lau kiến của Mẫn ngày hôm qua. Ở trong kia còn một con cá lóc nữa. Trong kia Mẫn còn cộng thêm một con cá lóc nữa. Nó vô trong cái lờ á, Mẫn rộng lại á, Mẫn chưa có ăn. Ê trời ơi. Thôi lỡ rồi cho mày sống. Mẫn bắt ốc bu vàng. Để chiều cha về cha khỏi bắt. Mẫn xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Cá hôm nay thì quá trời bội thu rồi. Mặc dù là cũng buồn nha, không phải là buồn không mà là tức nữa. Nhưng mà cũng không sao, tại vì vớn của mình mà, mình không đặt nữa thì mình cuốn lên thôi. Vậy người ta phá thì người ta phá, ở đâu thì người ta cũng phá hết. Hẹn gặp lại cả nhà ở video sau nha. Nếu thích video của Mẫn á, cho Mẫn xin một like, một lượt đăng ký và bật chuông thông báo hộ Mẫn nha. Lên, nhanh lên.